mình là Thư Vũ. Mình luôn được hỏi sao mình lại có thể làm đủ thứ việc mà vẫn có thời gian tận hưởng cuộc sống. Vậy bí quyết của mình là gì? Mình ưu tiên lựa chọn làm những việc mình thích, không cố gắng làm những điều không tạo cho mình niềm vui chỉ để làm hài lòng người khác. Đó cũng là nguyên tắc ăn mặc của mình. Chỉ mặc những thứ khiến mình cảm thấy thoải mái và muốn nhảy múa trong đó. Đối với mình, thời gian là thứ quý giá nhất, vì bạn không thể mua thời gian mà. Mình là người thích làm đẹp cho người khác, thích ra ngoài để tìm cảm hứng và gặp gỡ những con người cho mình nguồn năng lượng tốt. Vì thế mà mình lựa chọn con đường trở thành một chuyên viên tư vấn về phong cách và thời trang, một công việc cho mình sự tự do về thời gian và cả sự tự do trong ăn mặc. Một ngày của mình thường bao gồm rất nhiều phần việc và các cuộc gặp gỡ khác nhau, nên mình luôn ưu tiên lựa chọn các trang phục có thể đưa mình đi từ ngày sang đêm, từ các cuộc họp quan trọng với khách hàng, với các cộng sự yêu quý, cho đến cà phê với bạn bè, đi dạo qua những chỗ mình thích, rồi sau đó có thể mặc đi đến một bữa tiệc, hoặc thậm chí là đi hẹn hò. Áo thun cơ bản, áo kẻ sọc, những chiếc quần jeans vừa như may riêng cho bạn, đầm hay áo kiểu in hoa chất liệu mềm mại luôn là những món đồ phải có trong tủ đồ của mình. Vì chúng là những món đồ mang lại sự tin cậy, vừa đủ thoải mái, vừa đủ hiện đại và vừa đủ phong cách cho gần như tất cả các sự kiện trong một ngày bình thường của mình. Giày nữa, giày vô cùng quan trọng và đôi giày nói rất nhiều thứ về người mang nó. Mình ưu tiên lựa chọn những đôi giày có màu sắc đặc biệt và thuận tiện cho việc di chuyển cả ngày. Vậy nên, nếu xem điều gì như một bí quyết để mỗi ngày đều là một ngày đầy những điều thú vị, thì đó chính là hãy tập trung làm điều mình thích, gặp gỡ những người tích cực và chỉ mặc những món đồ khiến bạn muốn nhảy múa trong đó. Bởi vì, ngày của bạn chỉ có thể tràn đầy hứng khởi khi bạn tự tin bắt đầu nó với trang phục mà bạn chọn mặc trên người.